robotviet.vn, website mua bán robot chính hãng, vòng xoay robot siêu hấp dẫn, cung cấp ad product và dịch vụ kèm thuê của các game hot nhất hiện tại. Quẹo lửa ngay tại robotviet.vn các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình trong tựa game BeatSquam. Hiện tại mình đang có mặt trong server test. Tại vì ngày hôm nay server test có bổ sung một số tính năng để chúng ta quan sát nó rõ ràng và chi tiết hơn, cũng như thông báo các bạn một vài lưu ý về sự kiện BeatMax sắp tới. Theo như lời của Onyx thì anh ta nói BeatMax sẽ cập nhật vào những ngày cuối năm. Hôm nay mình quay video là ngày 26 tháng 12, tức là còn khoảng 5 ngày nữa là hết năm 2023. Rất nhiều người đang trông chờ trong 5 ngày cuối cùng của năm là BeatMax sẽ cập nhật. Nhưng vào ngày hôm nay, developer có đăng một cái status được đăng từ Discord chính thức của BeatSquam để đề cập rõ hơn về tình trạng hiện tại. Chúng ta sẽ cùng xem ngay từ đầu video luôn. Tôi không biết thời gian chính xác khi nào cập nhật sẽ ra mắt. Tôi vẫn đang tiếp tục làm việc cho tới khi nó sẵn sàng. Những cái lỗi hiện tại gây bất cho game hầu như đã được xử lý hoàn thành, nhưng vẫn còn một vài vấn đề. Và nếu những vấn đề này không xử lý, nó có thể dẫn đến cái việc mất dữ liệu hay là mất item từ game. Cái mục tiêu của tôi, my goal, là hoàn tất và ra mắt chế độ sticker và trading trước. Đó mình sẽ có trading plaza hay là trading hub. Cái đó thì video cái đây tầm vài ngày mình có review ấy, cũng khá là chi tiết và chính xác rồi. Sau đó đảm bảo tất cả mọi thứ đã cân bằng, tôi sẽ tiếp tục làm việc và đưa những thứ đó liên quan tới BeatMax. Những nhiệm vụ BeatMax nó sẽ liên quan tới những cái feature mới, tức là sticker nè, trading nè. Do đó thì BeatMax không thể ra mắt cho tới khi những cái feature về sticker và trading nó cân bằng và hoàn thiện. Anh ta rất là biết ơn những người chơi bởi vì cái sự hào hứng của họ cho những cập nhật mới trong khi chờ cập nhật ra mắt. Hiện tại hy vọng các bạn sẽ có một mùa Giáng sinh bên cạnh những người yêu thương. Ok, thì túm gọn lại, vài ngày nữa là mình hết năm rồi, thì không biết là có cập nhật đúng tiến độ hay không. Nếu không thì phải qua những ngày đầu năm mới. Hôm nay thì cái sticker cũng có một cái icon mới ha, sticker book. Sticker và trading sẽ ra mắt trước cho người chơi gọi là boost cá nhân, thì hai chức năng này cũng khá là ok la rồi, có nhiều thứ để làm hơn. Trading thì bên này ha, bên này là trading hub nè. Và sau đó tầm vài tuần, mình đoán vậy, khi mà sticker cũng như trading chạy ổn định rồi, anh ta sẽ tung ra BeatMax. Và những BeatMax đương nhiên sẽ liên quan tới nhiều vụ mới, có sticker nè, có trading nè. Nếu các bạn chơi BeatSquam lâu năm thì sẽ biết BeatMax nó ảnh hưởng tới nội dung cập nhật hàng năm. Cái năm mà nó ra chúng ta những cái nấm, đi đập những cái nấm này kia, thì nhiệm vụ BeatMax sẽ liên quan tới Mushroom. Rồi cái năm mà chúng ta ra cái Nectar, những cái chậu cây Planter nè, thì những nhiệm vụ BeatMax đều tập trung tới Nectar Planter, bắt thu hoạch những nectar, số lượng bao nhiêu tiếng. Do đó năm nay cũng như vậy, năm nay mình có sticker, vậy nên BeatMax sẽ tập trung vào sticker, chậu cây mới, sticker planter. Thời gian phát triển là 3 giờ chơi game nha mọi người nha. Nó luôn cho chúng ta những cái sticker random, cũng như là khả năng spawn cái mushroom. Có bộ là cái sticker planter này, khả năng xuất hiện cái mushroom cây nấm, nó cao hơn những chậu cây khác. Từ sticker planter thôi, cái sticker planter này luôn 100% để xuất hiện mushroom, còn những chậu cây khác tầm 10%. Rồi mình sẽ đi xuống như này để cho bạn có chi tiết hơn về sticker planter. Hiện tại server test của game thì nó sẽ hoàn thành 100% ngay lập tức để cho mình có hiệu ứng đó mà. Sticker planter, ok, chắc chắn sẽ cho chúng ta một cái số lượng sticker, và những cái sticker ở dưới dạng sticker token nó sẽ có hiệu ứng rainbow cầu vồng. Ok chưa, hiệu ứng cầu vồng nè, chấm bi cầu vồng và sticker token, cái màu nó là màu rainbow nha. Những token khác là màu xanh, màu tím, màu vàng, màu đỏ, còn sticker token là màu rainbow. Nó giống như là cái màu của chậu cây vậy á, thay đổi màu liên tục, chớp. Và thấy không à, hình con vịt nè, hình dấu cộng nè, token nó là màu cầu vồng, đó là dấu hiệu của sticker token. Những con ong cũng như vậy nha, tại vì có một số cái sticker được tìm thấy bởi con ong của mình, đường biên hình cầu vồng như vậy nè. Nếu mà cái sticker đó được tìm bởi con ong đó trên một cánh đồng chủ đạo, để các bạn biết à, trên cánh đồng đó hiện tại có một cái sticker. Tính ra thì cái sticker từ game này kiếm không khó lắm, trừ một số cái sticker đặc biệt thôi. Có một sự thay đổi từ cái sticker stacker, đó là không cần phải chờ trong 15 phút để cái boost hoàn thành, mà các bạn cứ việc add những cái sticker vào và cộng dồn cái boost cho mình lên tới 1 tiếng đồng hồ. Theo như video từ link nó ghi như vậy. Còn ngày hôm nay mình vô mình truy cập thì là như cũ rồi, tức là mỗi lần 15 phút các bạn chỉ add một cái sticker vào thôi, sau đó cứ chơi game xài boost ha, chờ hết thời gian mới cho thêm vô. Thôi thì cái này chúng ta đợi server chính thức ra mắt thì sẽ biết được. Thì còn cái nữa vừa trước mình quên nói cho các bạn, đó chính là cột máy trữ nectar. Nó từ khu vực của 30 con ong trong chỗ Onyx nè, được chuyển qua bên chỗ biếu gió. Đây là model mới của nó, Nectar Condenser. Khi các bạn đang có một cái Nectar Boost ở trên cái boost của mình, như đây mình có một cái là Satisfying Nectar nè, bạn đang có trên 10 cái Nectar Satisfying. Đây nè, Satisfying Vial, tối đa một người chỉ có 10 cái thôi. Thì hiểu đơn giản công năng của nó bây giờ, nó ngưng tụ đúng cái tên của nó là Condenser, để chuyển hóa, để ngưng tụ nó thành một item Vial tương đương. Còn trước đó đây là một cái máy trữ, một lần các bạn chỉ trữ được một cái loại nectar thôi. Thì đó là thông báo về cái ngày ra mắt của tựa game BeatSquam, cập nhật mới về sticker trading cũng như về BeatMax. Hẹn gặp lại các bạn những nội dung tiếp theo, xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi, chờ gì nữa, đăng ký kênh chưa, coi chùa hoài à, kỳ ghê á.